Rồi, ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với trực tiếp game. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tựa game mới ra mắt trên Steam. Nó có tên là Pacific Drive anh em ạ. Đây là một cái tựa game mà ban đầu anh em nhìn qua anh em sẽ nghĩ rằng là đây không lẽ là một cái tựa game phiêu lưu lái xe ô tô bình thường à. Nhưng không phải anh em nhé. Đây là một cái tựa game mà theo tôi đọc được ấy, nó là một cái tựa game sinh tồn. Chỉ có một mình chúng ta cùng với chiếc xe ô tô của chúng ta trong một cái môi trường có thể nói là đầy những cái hiểm họa, những cái thử thách, những cái hiện tượng siêu nhiên. Theo cái kịch bản của con game này thì chính phủ Mỹ có chọn cái khu vực ở phía Tây Bắc của Thái Bình Dương, và họ tạo nên một cái khu vực chuyên môn thí nghiệm những cái công nghệ hiện đại bậc cao, không rõ là có phải là của người ngoài hành tinh hay không. Tuy nhiên là cả khu vực xung quanh đấy là đều bị nhiễm phóng xạ rất là mạnh và có những cái hiện tượng kỳ lạ. Vì vậy nên họ đã bao quanh khu vực đấy lại, ngăn không cho bất kỳ ai đi vào đó. Thế nhưng trong tựa game này thì chúng ta sẽ cùng khám phá khu vực này để khám phá xem bên trong đó có những cái thứ gì. Ok, rồi, mời tất cả anh em chúng ta cùng vào. Siêu siêu đón Tết, PC siêu hết. Thời gian diễn ra chương trình từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024. Tặng ngay chuột gaming hoặc giảm trực tiếp 200k khi bill PC từ 10 đến 15 triệu. Tặng màn phím cơ wireless trị giá 800k hoặc giảm trực tiếp 400k khi bill PC gaming từ 15 đến 30 triệu. Truy cập ngay ttgshop.vn và inbox cho ttgshop anh em nhé. Dạo này tôi cũng đang coi như học lái xe ô tô thật với anh em luôn. Anh bắt đầu thổ tôi có xe ô tô thì đéo đâu ra. Năm 1947, đại khu vực cả Olympic Peninsula đã trở thành cái nơi mà để nghiên cứu những cái công nghệ hứa hẹn của tương lai. Đấy, cho nên là đã có rất nhiều những cái sự biến mất coi như là bí ẩn của nhiều con người xung quanh nơi này. Năm 1955 thì chính phủ đã quyết định đã xây một cái khu tường bao quanh toàn bộ khu vực này, tạo ra một cái khu vực có tên là Olympic Exclusion Zone. Và 30 năm qua thì chính phủ đã khóa mọi cái con đường đi vào trong khu vực này, che giấu toàn bộ những cái thí nghiệm bên trong. Những thứ xảy ra bên trong thì chưa bao giờ đề cập đến luôn, chưa bao giờ được tiết lộ. Được đấy. Cái này giống như kiểu cái khu vực mà thí nghiệm cái công nghệ ngoài hành tinh nhỉ anh em nhỉ, ở sa mạc Nevada của Mỹ này đúng không? Đây này, mình làm nào đi vào được? Ồ, tôi đây anh em ơi. Công việc của mình là làm cái quái gì đi vào tận cái khu này có chết tôi không mới chứ. Rồi nào. Úi xồ, tôi đang tập lái xe rồi là cũng vào đây có cái này tập lái là hay đấy. Đây chúng ta có thể tăng ca các thứ này, tăng giảm. Rồi AD ơi, hôm nay vừa mới tập lái xe trong xa hình xong anh em ạ. Yên tâm luôn, chơi chỗ này hợp quá, ngon quá, chuẩn con nhà bà chỉ luôn. Nào, xe cũng xịn phết chứ đùa đâu. Ủa, từ từ đã. Đi chậm vào nhá, đi bám làn này anh em này. Đấy, đi trên đường chúng ta phải đi chuẩn chỉ, đi theo đúng làn đường của chúng ta nhá. Đấy, em có không được đi lấn sang đoạn đường bên kia. Đấy, biển báo đây là phía trước là đường sẽ ngoằn ngoèo quanh co khúc khuỷu. Cho nên là chúng ta cứ nhẹ nhàng bình tĩnh thôi, không có phải dục tốc bất đạt. Chết đấy, không đùa đâu. Đấy, sự nhẹ nhàng. Ủa, cái gì đấy? Ồ, à, trời mưa quá là chúng ta sẽ gạt cái cần gạt mưa anh em ạ. À, game thật phết. Đồ họa đẹp anh em ạ. Đồ họa con này thì tôi nhìn thấy cái phong cách đồ họa của nó theo cái kiểu gọi là nó không hẳn là thực, không hẳn là quá thực tế đâu. À đấy, bức tường đấy anh em ơi. Ủa xồi ôi. Bức tường này bức tường chắn đi vào khu vực bị chính phủ che giấu đấy anh em. Ui rồi, này thì khác gì tường ngăn Attack on Titan đâu. Khá quá. Ôi chết chết, cua hơi gắt. Ui, từ từ bình tĩnh. Đấy khổ ạ. Lại nói tiếp anh em cứ đồn thổi tôi có xe ô tô các thứ ABC nào. Tôi đã có bằng lái đéo đâu. Cả cái team đụt của chúng tôi chưa thằng đéo nào có cả anh em ạ. Tôi rủ thằng Đạt thằng Vũ là đi học bằng lái xe đi. Không có mẹ, bây giờ trẻ con hơn có rồi mà anh em mình chưa có. Mà chúng nó đéo nghe anh em ạ. Thế là tôi bảo chúng mày đéo đi học với tao đéo của mình. Thế là tôi cũng mới học được mấy bài trong xa hình thôi anh em ạ. Có anh em nào mà xe tơ nào mà có lòng tốt, có xe ô tô có lòng tốt được hôm nào coi như là kèm tôi đi đường phố cái cho nó cho nó oi khói nhá. Khổ đấy. Nhưng mà lái xe trong game mày cũng nhận rỡ ngoài đời anh em ạ. Ngoài đời khiếp.
phải quay vô lăng vô lủng rồi là tính toán các thứ. Tôi thì chỉ học bằng B1 thôi anh em ạ, bằng lái gọi là xe bình thường thôi chứ không phải là xe côn. Sorry anh em nhé, bởi vì tôi vẫn đang bị ho mà tôi không biết anh em có giống tôi không, mà chuẩn bạn bè xung quanh tôi kể cả là anh em họ hàng các thứ rất nhiều người cái đợt này bị ho nhé. Nó không hẳn là ho theo cái kiểu là bị đờm hay là bị viêm họng đâu anh em. Nó cứ ngứa 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 họng ấy, không biết là COVID gì nên. Tiếp cái tiếng gì đấy? Chặn đường rồi, đéo ai cho vào đây, phải có bảo vệ bảo vệ đàng hoàng chứ sao ai cho vào đây này. Bảo vệ bảo vệ hết rồi chứ sao vào đây được nhở. Rồi giờ sao? Warning các thứ lắp đầy đấy luôn, vẫn còn có những vết bánh xe cũ này, chứng tỏ là đây đã từng có người đi vào chứ không hẳn là không có ai đâu. Hoặc có thể là khu vực này bị che giấu quá lâu nên thành ra là cái này có khi giống khu vực Arian 5. Ủa cái gì ấy? Khiếp, giống kiểu khu vực Arian 51 đúng không nhỉ? Khu thí nghiệm ngoài hành tinh ấy. Có khi là lâu ngày đéo ai còn muốn vào nữa, 30 năm rồi mà, 30 năm rồi che giấu các thứ. Anh em nhìn thấy cái đất này nó bình, nó không bình thường không? Này, giống như kiểu là đây 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 đấy. Xung quanh này chắc chắn là radiation rồi, kiểu như là khu vực có những cái anomaly ấy. Có những cái khối năng lượng siêu nhiên mắt thường không nhìn thấy luôn. Ủa khiếp, nhìn kinh không? Cái chỗ này bị làm sao đây? Đỏ lom đỏ quạch nhìn kinh này. Gì đây? Tắt bố điện xe rồi, hệ thống điện tử bị phá rồi anh em ơi. Xe tôi... Ủa gì đấy? Vãi chuồng. Gì đây? Đéo chơi đâu nha. Ai... Lỗ đen vũ trụ nó hút tôi vào anh em ạ. Đéo hiểu luôn, giống kiểu lỗ đen vũ trụ ấy. Thôi xong, đây là mình bị hút vào bên trong rồi anh em ạ. Và mẹ bên trong đây, bên kia bức tường luôn rồi này. Kinh đấy. Game được, đấy đây rồi, khu vực Olympic Exclusion Zone đây. Cái này tôi nghĩ là nó không có liên quan gì đến cái chữ Olympic ở trong đâu, đậu thể dục thể thao đâu anh em ạ. Này, chồng này, bánh biết các thứ ô tô của mình tan nát luôn rồi anh em ạ. Khổ. Cửa một nơi, có những động cơ một nơi luôn. Mẹ thằng nào đến cho tao cái xe đi. Úi dồi ôi, đập cái gì này. Vào đây thì làm gì còn đường nào mà ra nữa cơ chứ. Chắc hẳn là nhiều anh em khi mà xem đoạn này thì cũng sẽ đều liên tưởng đến cái series Metro đúng không. Series Metro, cái series mà hoặc là series Stalker cũng được. Nó là cái series mà chúng ta, nó lấy đề tài cái ví dụ như trong series Stalker chẳng hạn, nó lấy cái đề tài khu vực Chernobyl sau cái vụ nổ của nhà máy hạt nhân. Còn trong Metro thì chúng ta có cái thời kỳ hậu tận thế của phóng xạ lan tràn khắp nơi. Đấy, hoặc là đơn giản ví dụ như Fallout chẳng hạn cũng được. Đấy, cái bối cảnh nó kiểu như này đây, chúng ta cũng đi vào những cái nơi mà nó cái sự lây nhiễm phóng xạ rồi những cái hiện tượng kỳ lạ về mặt vật lý nó xảy ra, chứ không hẳn là có sự có mặt người ngoài hành tinh đâu. Mặc dù tôi không chắc là con game này có người ngoài hành tinh hay không nhá, nhưng mà cái thí nghiệm của chính phủ thì chắc chắn là nó tạo ra hiện tượng kỳ bí như thế này. Thì trước có một căn nhà. Ô, có ai ở ngoài đấy đây? Ô, thế đéo nào có người sống trong này này. Một ông có tên là Tobias anh em ạ. Ô, vẫn còn người còn sống ở đây, kinh chứ. Có một cái xe ô tô cũ này. À, có lẽ đây sẽ là cái chiếc ô tô mà chúng ta sẽ phải sử dụng chiếc ô tô này để đi ở bên trong khu vực này rồi anh em ạ. Đây, khổ. Còn phải lắp bánh xe và có khổ tôi không?
Được chưa? Con xe này là con xe kiểu gọi là, tôi thấy ở bên Mỹ họ rất là chuộng cái con xe mà nó cứ dài 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 này đây anh em này. Đấy, nó gọi là kiểu xe gì đấy, như là hatchback à? Đúng không? Bên Mỹ họ rất là chuộng, nhưng mà Việt Nam mình thì thường không thích cái dáng kiểu dài dài như này. Nhưng mà xe mà dáng thuôn dài này đi địa hình nó sướng này. Được đấy. Ôi, xe phía trước còn có cả một cái kiểu cái la bàn nhá. Khởi động xe lên. Xe đúng kiểu xe cũ, chúng ta phải khởi động bằng cách là vặn chìa khóa chứ bây giờ chắc là. Ủa, có một ông kêu bảo tôi là Tobias Barlow và Francis Cook ở khu vực mid zone, khu vực B. Tôi nhận được cái tín hiệu từ anh ở khu vực outer zone. Có vẻ anh ở khu vực xung quanh khu vực E đúng không? Này Francis, vào đây. Đây là cái việc rất là khẩn cấp. Bỏ hết mọi việc lại vào đây và xem chuyện này này. Có vẻ là có một hai ông sống ở trong khu vực ở giữa của cái khu vực này. Đây chúng ta có 10 con sống bên này. Này anh có nghe gì không? Alo, thứ này có hoạt động không đây? Họ không có cái máy truyền dẫn tín hiệu nên chúng ta không nghe được họ nói gì lại đâu. Nhưng mà họ tới từ thế giới bên ngoài hay sao? Họ là người đột nhập vào trong này à? Này, sao anh có thể vượt qua được cái bức tường chắn đấy hả? Không ai có thể đi vào khu vực này trong nhiều năm qua mà vẫn còn sống. Và nếu chúng ta không đưa anh ta tới nơi an toàn thì họ cũng sẽ chết đấy. Ừ, anh nói đúng. Này, anh đang gặp nguy hiểm rất lớn đấy. Ôi rồi, đang sắp sửa có một cái vụ chấn động dưới, sắp sửa đột nhập vào đây, cho nên là có một cái nơi để chúng ta thể ẩn náu cách đây vài mai. Đến đây thật nhanh. Ok. Ôi lại còn phải con game này đúng là giả lập lái xe thật anh em ơi. Chúng ta phải vặn cần số nữa. Đấy, chúng ta mới đi được. Được đấy. Con này phù hợp với những ai đang học lái xe anh em ạ. Khổ, xe cổ từ ngày xưa. Chúng ta sẽ lái về phía đông để tìm một cái khu ẩn nấp. Bởi vì sắp sửa, theo lời hai ông kia thì sắp sửa có một cái vụ chấn động. Tôi đoán là có thể là một cái cơn bão điện từ hoặc là cái gì đấy. Tôi rất thích cái kiểu game này này anh em này. Tức là chúng ta sẽ cầm cái bí ẩn nào đấy và chúng ta sẽ dần dần khám phá xem bí ẩn đấy là cái gì. Và nhân vật của chúng ta gần như là một cái nhân vật vô danh. Tôi rất thích cái tựa game mà nhân vật ban đầu chúng ta vào là nhân vật vô danh nhá. Nó không phải ngẫu nhiên mà tôi thích mấy tựa game theo kiểu Fallout hay là Skyrim đâu. Chứ còn game mà vừa vào chúng ta đã là một cái nhân vật có số má giống như kiểu The Witcher tôi không thích nhá. Sao xe không đi được lại? Nó đi đâu đấy? Hết xăng à? Vai cà chuồng. Ơ, xe của tôi nó cứ tự lùi này. À mình phải gạt cái cần này lên. Không có xe sẽ tự lùi. Ok đúng rồi. Quay mắt. Hôm nay thầy vừa dậy xong mình lại quên. Giờ kiểm tra ở sau xe là mình có một cái bình ga nào không. À đây. Bình xăng đây rồi. Sao nó có bình xăng dám đây nhở? Chỗ nào là cái chỗ để chúng ta đủ xăng đây? À, lấy xăng từ cái xe hỏng. Cái bình xăng của chúng ta là bình xăng rỗng, chúng ta phải lấy xăng từ xe hỏng. À ha. Đâu? Đây. Ôi dồi ôi, khiếp lại cái bình xăng lấy theo kiểu gọi là dùng tay anh em ạ, khổ, bơm tay. Được á, hay, game hay, game hay. Tôi thích cái kiểu game này anh em ạ. Một mình chúng ta với cả con xe ô tô thôi. Chúng ta phải cố gắng làm sao để mà vượt qua được cái gian nan thử thách. Được đấy. Nhưng mà xe kia mà coi như là bị hỏng lâu như thế rồi mà xăng nó chưa thối điện giỏi nhở. Hôm trước tôi vừa đi tôi sửa cái con xe máy của tôi. Bởi vì là để lâu quá không đi con xe máy độ ấy. Để lâu quá không đi cũng gì ấy. Gì ấy? Thôi đi. Nhanh. Cái gì đấy? Ở đây lâu quá là mình sẽ bị nhiễm một cái gì đấy anh em bạn, kiểu phóng xạ cái gì đấy.
Giữ điện thoại đi. Ông Tobias vẫn đang nói về cái sự cái sự kiện vừa rồi đấy. Nó có thể là thứ gì? Một thứ đó đã không diễn ra trong vòng một thập kỷ qua rồi. Ông Francis ông bảo là bây giờ cần phải xem là cái người mà sinh tồn chính là mình đấy có thể sống sót được bao lâu. Ông kia đang ngạc nhiên bởi vì mình lấy được con xe ô tô này và lái được nó đi. Nó bị bỏ hoang rất là lâu rồi. Đây, đầu tiên mình sẽ cầm đến một nơi an toàn. Hai ông nói chuyện nó vừa thôi, chỉ đường cho tôi cái. Khổ xe này không có màn hình để coi như là bật Apple CarPlay hay là cái gì lên à? Khổ Android Auto à? Khổ thân tôi. Đây rồi, như tôi nhìn thấy có một cái chỗ để mình có thể ấn nó tạm bây giờ anh em ạ. Đấy, bật đèn xe ô tô lên đàng hoàng luôn. Tội gì? Đây đúng không? Ô, tôi đến một cái cửa hàng sửa chữa ô tô. Ok, xuống xe đã. Từ tôi nhìn thấy ở đằng này có một cái xe ô tô hỏng, liệu mình có thể ra để mình xin tí xăng không? Giống con xe lúc nãy ấy. Như là không. Tìm đường vào bên trong cái căn nhà này. Tôi nghe thấy có tiếng. Đây này, mình phải cần phải báo cho cái gara này này. Chắc phải đi cửa sau vào để mở nó ra. Không mở được. Cái bình ga hay là bình xăng này có bỏ đi được không nhở? Ôi, từ từ. Vào tôi tắt cái gạt mưa đã. Khổ. Tắt gạt mưa đi bạn ơi. Không có tốn điện xe hết ắc quy đấy, không đùa đâu. Xe đã cũ vì chờ xăng còn không có rồi, hết ắc quy là vỡ mồm. Có ai trong này không anh ơi? Anh ơi, em tự nhiên bị chúng nó hút vào đây anh ạ. Từ từ tôi phải gạt cái này đã. À, mình mở cửa gara ra. Ủa, trong này có những cái gì kinh này. Ồ, có ai đó tên là OP anh em ạ. Cửa hàng của chúng ta bị đột nhập vào. Ủa, nhà ngươi có 5 giây để ra ngay khỏi đây trước khi ta. Ôi dồi, đầu tôi đau quá. Bà đâu vậy? Đài tin nhắn này dành cho bà Ophelia Turner. Chúng tôi gửi một cái người đột nhập tới gara của bà. Now we have it on very good authority that this person is in possession of a remnant. Đây và tôi thấy rằng là anh ta điều khiển một cái thiết bị có tên là remnant. Nó ở trong trạng thái một chiếc xe ô tô. Rồi ngay khỏi chiếc xe ô tô đấy. Ồ, ông tôi biết ông bảo là theo đúng cái điều luật thì là phải giữ cho cái con xe nó còn sống cho đến khi mà ông ấy tiếp cận được vào. I've personally written that 10 years and 17 volumes and rốt cuộc cái bà già cái là ai nhỉ? Nghe thấy giọng mà không nhìn thấy. Từ từ tôi. Lại là một người khác nhập vào đây à? Không lẽ những cái người bên ngoài không hiểu rằng là chính phủ xây cả cái bức tường 300 mét đấy chỉ không phải để cho vui hay sao? Hoặc là anh làm cái người bị hút vào bên trong? Đợi đã, tôi nhớ ra rồi. Tôi chẳng quan tâm tại sao lại vào được trong này hết. Anh chỉ làm cái người gọi tự nhiên đi vào đây thôi. Và tôi muốn anh ra khỏi khu vực của tôi. Tuy nhiên thì cái bức tường đấy không chỉ chắn người vào mà còn chắn cả người đi ra ngoài luôn. Cho nên là chúng tôi sẽ phải tìm cho một cái con đường để ra khỏi khu vực này. Cho nên ban đầu có lẽ là anh nên sửa lại con xe ô tô của anh đi. Đừng có làm hỏng bất kỳ thứ gì ở trong shop của tôi bằng đôi tay vừa dơ bẩn của anh. Ông ba làm gì mà gớm thế? Là lấy cái backpack lại anh em ạ. There's a headset somewhere in the garage. Put it on. The built-in diagnostic will tell you what needs fixing up. Bây giờ tôi phải cho con xe vào trong này đã. Cho con xe ô tô mình vào đây đã. Kinh phết. Tôi đều cảm thấy như kiểu là
bạn hay là mấy những cái con người giống kiểu bà già ở trong cái shop, ở trong cái shop này. Có lẽ nào là chỉ là cái trí thông minh AI nhỉ? Toàn thấy mỗi giọng nói mà không nghe thấy cái gì đâu. Đấy, hôm nay tôi vừa mới học lái xe xong, lùi chuồng chuẩn lắm, lùi xe lùi xiếc là chuẩn chỉ luôn. Đấy, tới đây là mình cua luôn, nhẹ nhàng cua luôn, không nói nhiều, lái xe vào đây. Ủa, con xe nó cũ vậy, cua được vào khó vãi. Đây rồi, đấy, vào chuồng. Đấy, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng căn cho nó chuẩn vào rồi, trả lái thẳng. Ok, từ từ, ok, sau khi đã xong chúng ta thả lại cái này vào đây. Chúng ta tắt động cơ, ra khỏi xe. Nhớ là anh thế không có là đó, xe đỗ đàng hoàng luôn, chuẩn chỉ. Hình như phải tiến lên trước một tí sao nhỉ, thật không cần đâu. Game chắc nó không đến mức độ giống như ngoài đời đâu. Hãy nhặt cái cơ cấu mắt gì đấy. Ý nó là cái gì nhỉ? Cái headset. Đang treo ở trên cái... À đây. Đây anh em ạ. Ủa khiếp, cái này giống như kiểu kính thực tế ảo ấy nhỉ? Hay là cái kính này giống kiểu kính mà bọn Apple nó vừa mới ra ấy. Kính tận hơn 100 triệu anh em. 4.000 đô ấy. Đây đúng không? Kính quá nhỉ? Kính thực tế ảo luôn anh em ạ. Kính này là kính... Đấy, kính chưa? Đầu tiên là tới đây để lấy cái hồi máu. Rồi bây giờ là sửa xe. Ồ cái gì đấy? Nó bảo mình làm gì ở đây đây? Ồ thì tôi đéo nào dụng bánh từ bao giờ vậy? Ủa alo, xe tự dụng bộ bánh rồi à? Vai cả trường đi xe ạ, à, dụng mẹ bánh thì đéo biết. Ở đâu, xe mình vẫn còn bánh phải nhở? À ừ, dụng ra rồi, khổ thân tôi, bảo sao lại lái xe khó thế, thế mà tôi vẫn lái được anh em ạ. Công nhận mình giỏi thật. Đấy, ngon ngay. Cái này chắc tôi vẫn chưa lái hẳn vào đến tận nơi đâu. Mình phải lái vào hẳn tận nơi mới được. Được chưa? Rồi ok xong rồi anh em. Bây giờ là mình cần phải cái này là gì đây? Mở hết set là sao? Ô oh! Công thức chế. Cái gì đây? À chúng ta sẽ grab đồ anh em ạ. Chúng ta sẽ grab cái cửa xe ô tô đầu tiên. Ở đây mình có thể grab rất nhiều thứ nha anh em nhá. Ủa lại còn có cả mấy cái đồ để sửa, kiểu như là ác quy ác kiếc này nè. Rồi là mấy cái giống như kiểu là mấy cái nó gọi là cái gì tại xà beng này. Làm cả lốp này. Nói chung là tôi không chuyên về mấy cái thứ đồ gọi là của máy móc về xe ô tô cho lắm, nhưng mà tôi nhìn đây là chúng ta có chế được cả động cơ động kiếc này. Cái này là gì? Mình chế cái này chưa? Đây là C. Cái này là nó sẽ cần những cái món đồ này đúng không? Tôi cần phải có scrap metal này, plastic này, duct tape này, rồi là mấy cái mảnh thủy tinh này, đúng không? Pin to checklist. Rồi sao? Cái nó hiện số 1, tôi đánh số 1 có được quái đâu. Tài 1, game khó hiểu nhở. Này rồi nào. Cruda, pin to checklist số 1, bần số 1 có được quái đâu. Khổ. Chả biết là như nào. À đây cái gì đây? Từ từ.
Cái này là lấy xăng. À không, đây mở cái này ra. Tức là bây giờ mình sẽ lấy đủ những cái món đồ kia bằng cách là đi xa cái vườn phía sau này chúng ta tìm đồ anh em ạ. Và đầu tiên là mình cần phải tìm một cái xà beng đã. À lấy một cái hộp toolbox. Rồi, hộp toolbox chúng ta lấy cái xà beng. Nó sẽ mang nó vào trong cái món đồ mà mình đang cầm đúng không? Phải đưa ngay vào tay mình này. Chúng ta có một cái hộp mechanic kit. Được, mình sẽ cho vào đây. Đó, cuối cùng là cái này là băng dính. Ok, băng dính cho vào đây. Cái là cái mô hình cái ba lô của chúng ta đấy anh em. Rồi, thử đấy là cái xà beng rồi. Ok luôn. Nào. Bùng nó lên. Tốt, lấy được cái mảnh kính vỡ này. Ok luôn này. Chúng ta cũng lấy được flare. Mấy cái này là mấy cái ném ở trên đường. Nếu mà nó có kiểu như là nó bị trời tối anh em, chúng ta cần có flare. Rồi ok, đã xong. Chúng ta sẽ lấy thêm một ít rồi, lấy thêm ít xăng. Đấy, đi trên đường hết xăng thì chúng ta phải tính. Ok luôn, xong. Xà beng. Mò thùng rác. Úi sổ. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Vai trưởng cái gì đấy? Mẹ có con gì ở trong rồi đấy? Ủa cái này cái gì đấy? Cái này là máy khoan đấy các bạn. Úi sổ, kinh chưa? Úi xôi ôi mẹ, quá bố đời. Bây giờ mình có thể tôi có thể dùng cái này để mình gì luôn này. Cắt mấy cái này ra này. Ôi xôi ôi, em thấy thế nào? Bánh biếc, cắt hết. Không có nói nhiều, bung đồ của tôi ngay. Quả máy cắt này mới là máy cắt kinh rồi. Ngon chưa? Đắc tép này. Plastic, từ từ để xem cái kia là chúng ta cần phải tạo bằng nó có những cái gì đã. Đắc tép mình đã đủ, mình thiếu qua plastic này. À, và scrap metal, ok. Plastic nhặt, scrap metal nhặt, plastic nhặt. Scrap metal nhặt, scrap metal nhặt. Đủ ở đấy, thiếu qua một cái plastic nữa thôi là được. Đây là cao su rubber. Ủa, còn cái thiếu mất hai cái plastic anh em ạ. Thiếu mất hai cái nhựa. Để xem có cái chỗ nào da nhựa nữa không. Đây, da nhựa cho tao như lên. Plastic ngay. Plastic ngay đã đủ để chế được cái kia. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng cái máy chất ở đây. Có cái máy in 3D chăng? Workbench, à đây workbench đây. Chế cái thứ này đúng không? Crap luôn. Ấy, cửa mới ngay. Rồi ôi, lắp cửa vào đây ngay. Ấy, xe là đầy đủ cửa ngay, trước là bị thiếu cửa anh em. Bạn đời tôi cô liêu. Lấy cái gì ở bên trong tủ ở đây? Cái là cái món đồ gì đây? Tôi không biết nhá. Chúng ta có một cái lốp dự phòng. Một cái first aid, tôi nghĩ là first aid chúng ta sẽ để vào đây. Đây là thứ đồ gì đấy, hóa chất. Được chưa? Equip cái putty vào đây. Từ từ từ, đây là cái putty vào đây. Được chưa? Sơ lại xe à? Đây anh em ạ. Ủa, cái này không phải để sơn xe à? Sử dụng cái repair putty để có thể sửa lại xe ô tô như nào? Cái gì đấy? Mẹ cái đéo đấy. Sao lại bắn đấy ra? Giờ hơi à?
Cái này dùng như nào anh ơi? Anh mới bảo em biết dùng đâu anh game ơi. Tổ sư anh. Cái này là chúng ta đặt cái món đồ chúng ta cần vào đây này, nó sẽ vào đây này. Đây hả? À. Đây anh em ơi, phải đúng chỗ. Được chưa? Quệt cái này vào để làm gì? Tôi không rõ lắm. Không phải là sơn lại mà chỉ là có một cái lớp bảo vệ à? Ô, đây, chỗ kia trông ấy là xong mới phết anh em ạ. Đấy, xe mới ngay. Ủa thế sao cái cửa này lúc nãy mình à không, cái cửa nó là cái cửa mà cũ anh em ạ. Tức là chúng ta dù có dùng cái đồ này để rửa thì cho nó chăng nữa thì nó cũng chỉ đến mức độ thế này thôi, bởi vì nó cũ quá. À, cái này vẫn chưa sạch hết đâu, phát nữa đi. Rồi sạch ngay khu này, rửa sạch đấy. Game làm trò phết. Đấy. Ờ, thế là lúc nãy tôi đứng ở đây thì mình không gì được nhé. Không thấy có cái nút để vẩy cái này vào. À lúc nãy là bên này chắc nó sạch rồi. Ok chưa? 95% rồi, còn thiếu cái gì? À mình còn thiếu một cái cản sau này. Không có này. Còn phần nào mà mình chưa ấy nhỉ? À đây đây, có cái phần lốp này nữa này. Lốp xe này. Lốp xe này. Cản trước à? Cản trước này. Đèn à? Đèn này. Ok chưa? Sạch đây anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ scan cái lốp mà chúng ta đang bị sẹt anh em ạ. Đây chúng ta sẽ quay về. Nó sẽ bảo chúng ta là lấy một cái lốp tìm được ở bên trong cái tủ. Chỗ nào ta? Lốp tìm được ở trong tủ, làm gì có cái. Nãy mình mở này ra làm gì? À đây 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 đây, chính là cái lốp này đây. Ok đã hiểu. Cầm cái lốp lên, ra thay nó vào đây. Hey, ngon chưa? Ơ? Ủa? Từ từ. Cái lốp xịt đấy bỏ ra chưa? Ơ? À, hay là do mình cầm cái kia nhỉ? Này là mình sẽ cầm cái lốp kia, mình phải ném nó đi đã chứ đúng không? Đây, ném cái lốp xịt đi. Rồi. Đây, chúng ta mới cầm cái lốp mới, khổ. Ok chưa? Sạch chưa? Đẹp chưa? Đúng hiểu luôn đấy. Scan cái lốp này xem là có vấn đề gì. Lắm trò nhỉ. Đây, đây là cái độ bền của lốp và chúng ta thấy nó vẫn khá là ổn. Chúng ta có thể fix nó bằng cách là sử dụng cái mechanic kit. Mechanic kit là cái này. Đâu fix như nào? Đây, sửa đi. Úi dồi, sửa. Kịp tình không? Ai mới ngay, ngon ngay. Tuyệt con nhà bà vời luôn. Bây giờ là đặt mấy cái cầm lấy cái này đã. Được chưa? Đặt nó vào bên trong xe. Rồi. Chúng ta phải gắn cái grab mat. Là cái gì? Grab mat là cái gì? À, thêm mấy cái món đồ linh tinh lăng nhăng này nữa.
để chúng ta có thể grab được đồ đấy anh em. Từ giờ chúng ta có thể grab được đồ trên đường đi luôn. Ngoài ra bà này bà bảo là mang theo cái này nữa luôn này. ARC device, tôi không rõ là cái device làm cái trò gì, nhưng mà bà bảo mình mang theo, mình sẽ đặt ngay ghế này luôn. Cái này giống kiểu là cái hệ thống tôi xem phim của đây là tour guide của mình anh em ạ. Nó còn giống như là ngôi sao bắt đầu cho mình vậy. Nó sẽ dẫn đường cho mình đến nơi an toàn. Cứ coi nó như là cha mình hay là con mình vậy. Hoặc là một cái thứ để giúp mình sống được. Nó chính là cái nghiên cứu chế tạo của bà OP này. Bà sẽ nói thêm cho mình sau. Nghĩa là mình đủ sống lâu để sử dụng nó. Nhưng mà tôi nhìn cái này giống như kiểu anh em để ý bên Mỹ, cảnh sát đi trên đường của họ, họ sẽ có một cái laptop, họ để một cái màn hình ở ngay phía trước cái này để họ có thể tra khảo những cái thông tin về những cái con xe ô tô ở trên đường ấy. Đấy, tôi nhìn này nó giống kiểu thế nhở. Google Maps đây chứ đâu nhỉ, trông bố đời. Còn là cái này là cái gì, ghi là cái gì đây? Cái này nó là cái để công thức để chế tạo món đồ gì đấy. Được rồi, bây giờ chúng ta nạp xăng thôi. Đây có sẵn cây xăng luôn này. Ngon. Mình xin luôn. Ngon quá. Ôi thế mà nãy đi có tí thế thôi mà đã hết cả bình xăng á. Cái game hơi điêu nhá. Xe full xăng người ta phải đi mấy trăm cây số thì điếu nào. Cái này là nạp ắc quy cho xe đấy anh em. Ta vừa nạp ắc quy cho xe đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng set cái mục tiêu tiếp theo để chúng ta có thể đi. Đâu xem nào. Ôi dồi ôi, đây là bản đồ toàn bộ cái zone này anh em ạ. What that means is the shape, size and makeup of just about everything constantly changes. Cả kể những cái địa hình nó sẽ thay đổi chỉ trong một chớp mắt luôn nhá. Thậm chí là một cái nơi, một cái đồng cỏ mà có thể biến ngay thành đầm lầy. We're completely surrounded by it, and once you've watched it chew through entire mountain ranges, you'll understand that you don't want to get anywhere near it. Bà bảo là mình sẽ phải cẩn thận khi đi vào khu vực như thế. That's what you're standing in now. Mình đang đứng ở một cái nơi nó ổn định. Đấy, nên là mình cần phải tránh cái nơi bất ổn định. Mình cần phải build một cái anten. Nếu không thì mình sẽ không thể biết được cái đường đi nào mà an toàn, ổn định cho mình. Nên là mình sẽ phải đi để kiếm những cái món đồ. Nghĩa là mình sẽ phải lên xe và đi. Rồi lên cái thiết bị ở bên trên kia, nó sẽ chỉ ở tôi cái hướng đi. Đây có một cái địa điểm tới cách đây chúng ta là 3 giờ đi xe anh em ạ. Đây hả? Off you go. Make a left out of the garage and follow the access road. Được rồi. Từ bây giờ là cái thiết bị, cái màn hình Google Maps ở trên cái con xe kia nó sẽ dẫn đường cho tôi đi. Từ giờ là mình dùng Google Maps thôi anh em. Đấy, xe tôi giờ bố đời ngay. Ủa, anh em đi của xe kinh ngạc dài, màn hình. Ôi, thế này tôi thật với anh em luôn. Xe của Tesla là cái mẹ gì đâu. Màn hình này bố của màn hình mẹ xe Tesla, thậm chí là VinFast không bằng luôn. Tôi thề với anh em một câu cho nhanh. Đâu xem nào. Đây đường đi đây anh em ơi. Đây chắc nó chỉ đường cho mình đây đúng không? Nhưng mà tôi đang không rõ lắm là zoom in, zoom mà có thấy nó thay đổi zoom gì đâu ta. Wayboy. Ủa, tôi zoom xa zoom vào có thấy nó có thay đổi mẹ đâu ta. Cái gì nhỉ? Remove waypoint được rồi. Khu vực này là khu vực đang ổn định anh em ạ. Nên chúng ta sẽ nhìn cái chữ stable này này. Đây là hiện trạng con xe của chúng ta này. Đấy, màn hình kinh không? Chỗ này là báo cái gì đâu không biết. Cái này chắc là cái mức độ bền của con xe còn lại đây này. Máu của xe đấy. Ôi, một ô tô còn hiện luôn là cửa đang mở đây này. Đúng không? Cửa mình đóng rồi mà sao trên này vẫn báo cửa vẫn đang mở là thế nào? Đây là phanh tay vẫn đang gạt này. Ai, có cái này là cái gì? Cái này là chúng ta có thể lắp được những cái kỹ năng vào bên trong cái thứ này à?
Tôi cũng nhéo biết nữa. Làm thứ quá. Mình vẫn chưa làm quen được. Này, bên này còn có cả cái à kia là ắc quy anh em, ắc quy của xe. Rồi ok. Còn cái 47 với cái 5 cây gì đó, tôi không biết nhá. Ồ, chịu, không biết. Được rồi, bây giờ cứ đi đã, từ từ. Cái biểu tượng kia là sao? À, đi. Cứ tưởng là nó bảo mình ra cái chỗ kia làm gì. Rồi đi thôi. Đầu tiên là khởi động xe. Chân phải đạp phanh nhá. Ủa rồi, cái này rồi. Con cần gạt của tôi đây. Đi thôi. Bây giờ mà phải sợ. Một mình một đường thì việc gì phải đi vào làn nào, đúng không anh em? Coi như cả cái đường này là đường... thế giới này là của bố mày. Sợ cái gì thằng nào. Đây anh em ơi, chặng đường đầu tiên của chúng ta đây. 3 giờ đây. Ủa, đến đây rồi sao? Ồ, thế là game mà tự di chuyển luôn à? Tưởng mình phải lái chứ. Ồ. Rồi tôi sẽ nói cho em cái điều này rất đơn giản thôi, newbie. Anh sẽ cần một vài thứ để có thể xây lại cái anten ở khu vực gara này. Đầu tiên là plasma. Tôi cần phải tìm một cái plasma generator anh em ạ. Gạt mưa phát đã. Ủa khiếp, bão bùm kinh không? Game bây giờ đâu anh em mới thấy bão bùm các thứ mà cứ tởm này. Ôi, kinh chưa? Đầu tiên là mình cần phải tìm một cái máy phát plasma. Rồi, ôi. Tìm ở chỗ quái nào chị bảo em với chứ chị ơi. Chị nói thế mà nghe được à? Khiếp, đi trong này bão bùm cái này đỡ sao? Tìm chỗ nào từ 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 bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh kéo phanh tay đã. Đây là chỗ tôi đang ở à. Ở đây có rất nhiều cái ngôi nhà đang bỏ trống anh em ạ. Có thể là mình phải đi vào đây để tìm cái plasma generator. Ok, đi đã. Tiếp tục. Mưa bão này là cái gì với tôi đâu? Đơn giản như đơn giản. Đây có phải là cái máy phát plasma không? Đúng rồi, gần đây có cái plasma đây, chính là cái máy kia đây anh em. Ok. Rồi, tắt máy đã. Đó, chính là cái này đây đúng không? Không phải à? Đây à? Nhớ mấy cái này là mấy cái gì nhìn kinh này. Kinh không? Ui mẹ, cái này là cái gì như kiểu... Ui mẹ, nhìn trông tởm thế. Nó ăn vào cả trong cái xe chai lơi luôn này. Nhìn trông sợ vãi. Cái này là cái gì đấy? Man ở canh hay là người đấy? Nhìn trông ghê vãi. Đâu, plasma generator là cái nào? Đây là hóa chất thôi. Đây là bình ga hả? Cái này là những cái bắn áp suất hả? Tôi không biết là cái gì đó. Plastic rubber. Duct tape. Đây là dây đồng. Cho dây đồng vào đây đi. Fabric là vải vóc các thứ thôi. Tôi nghĩ chắc mình không cần vải vóc rồi đâu. Cao su này có khi là cần nhở. Mang cái cao su theo đi. Nhựa chắc là không cần lắm. Được rồi, thế cái ấy nó ở đâu? Có gì trong này?
Mechanic kit, ok, mechanic kit ngon này. Mã theo đi là mình có thể sửa được này. Cái này vào đây này. Cái này vào đây luôn này. Đắc tép vào đây luôn này. Ok. Sắp xếp cho gọn gàng này vào đây đã. Sắp xếp cho gọn gàng cái này vào đây đã. Ok chưa? Thế là đúng cái ở ngoài kia rồi đấy chứ. Scanner Plasma Generator kìa. Nhưng mình phải scan bằng cái gì cũng biết đây. Đây là cái máy này đúng không? À đây, vậy lại gần như này này. Đó, mới scan được. Mình cần một cái búa để có thể gỡ được cái này ra. Chế búa anh em ơi. Đây rồi. Đây mình sẽ cần có scrap metal. Gas silent là có rồi, có gear. Gear này. Gear và scrap metal. Lại phải cầm cái này ra mà gì thôi. Chị cứ, chị đối thôi chị ơi. Đi em làm việc cái chị ơi. Nói vừa. Scrap metal. Ga sẽ được lấy rồi. Gear, cái gear này là, cái gear là hình như phải chế sao nhở? Cái gear là 3 scrap meter sẽ chế được một cái gear. Been a long time, old gal. Didn't think we'd talk again after that whole Sasquatch. Nói hết thôi anh chị ơi. Yes, I was hoping to go another decade without hearing your voice again. Một cái gear luôn, ngon luôn. Kiếm thêm cái gear nữa là xong. And no, I'm still here. Trong này có gì không? Oh, trong này ngon luôn này. Đắp tép luôn này. Đây luôn này. Phờ le chứa vào đây luôn này. Đó, nhựa ấy chúng ta không cần. Cái là cái gì đây? À hơ. Cắt luôn. Mấy giờ phải ngại. Cắt luôn. Scrap meter luôn. Rồi, đi vào đây xem có gì chúng ta cắt nữa. May chết bão rồi anh em ạ. Đến lượt cái xe để đứng như này tao cắt. Cắt. Ô, không mở cái này ra. Này thì không mở được này. Không mở được với tao này. Scrap metal. Ok, đủ đồ đấy anh em ạ. Thiếu mất 3 cái scrap metal cũng là ok. Một cái luôn. Nhặt cái đắp tép rồi đi. Cắt hết. Không có va vẩn. Không có va vẩn gì hết. Cũng may là mấy cái à, mấy cái món đồ này của chúng ta trong này nó cũng độ bền đấy nha anh em nhá. Tôi vừa định nói là cũng may là game nó không không phải có độ bền, hóa ra là cũng độ bền đấy. Bây giờ quay lại đây chúng ta chế này. Hey driver, I bet you're dying to hear all about the remnants by now. Can you not? I'm a little busy trying to keep them alive. I'll keep to the basics. Tôi chế cái búa rồi, giờ nó ở đâu? Fine. I'm giving you 60 seconds. That is not nearly enough time to get 55 seconds and counting. Okay, okay, okay. The remnants in short, the road objects that do all. Ở đây rồi, chế rồi, chế rồi, chế rồi, chế rồi, bây giờ mới chế được. And you're the latest victim. Búa đây anh em ơi. You and the car are inseparable now. So get acquainted. Búa gì nhìn kinh này. Someone they become gradually more obsessed with it. It takes over the victim's mind. Gỡ nó ra như nào?
Đập vỡ thứ này. Đập thôi hả? Láo này. Ra nhiều đồ phết nhở. Mình sẽ lấy cái plasma thôi anh em ạ. Đây. Đập phải lấy plasma thôi. Đến đây tội đập cái này lấy plasma luôn. Ơ này anh em có để lúc nãy cái thằng người nó ở trên không? Sao giờ nó xuống mẹ rồi? Bà kia bà bảo là bà sẽ tắt cái radio từ bây giờ, có việc gì cần thì gọi bà sau. Ok, em chỉ cần thế thôi chị ạ. Thật với chị luôn, chị nói giờ điếc cả tai, nãy giờ điếc cả tai em. Đó, còn chỗ nào có cái mảnh plasma nữa không? Chắc mình phải đi xung quanh để tìm anh em ạ. Chỗ này hết rồi. À, trong này có cái gì đây? Có đồ luôn này. Toàn fabric thôi. Có phá được cái thứ này không? Úi dồi, game được cái chứ nhở? Game được cái chứ? Dám khóa cửa với tao á? Khóa cửa? Ủa, cửa này làm bằng sắt hay sao ấy? Không đập được anh em ạ. Có chỗ này làm bằng gỗ có thể mình sẽ đập được à? Không đập được luôn. Chỗ kia thì game làm trên thực thế mà vào đây game lại... Lại làm chán đấy nhở? Lại nó phải chân thực chứ. Tủ lạnh mình có một cái gì đây? À, ăn vào mình sẽ cộng thêm máu thì phải. Ăn luôn mấy khi máu lại tăng bố đời ngay. Cất cái này vào đây. Chúng ta một viên pin 9V. Một scrap metal, một viên pin 9V. Tôi nghĩ là mình có nên mang theo viên pin 9V đi không ta? Hiện tại là trong này hết bố chỗ để rồi. Cái mảnh thủy tinh này tôi nghĩ là... Hoặc là cái plastic này có vẻ có rất là nhiều này. Thôi chúng ta không mang theo, mang theo viên pin này đi. Rồi, theo viên pin này đi. Pin 9V có khi sau này lại lấy được cái đèn pin này cái gì đấy thì ngon. Backpack có gì không? Không có gì. Trời lại còn nắng luôn này, ngon luôn này. Ôi giời ơi, cứ tưởng bão bùng gì. Nào, đi tiếp lên mấy cái căn hộ phía trước, tìm thêm mấy cái máy plasma. Đi thôi. Con game này tôi thích ở cái phong thái của nó khá là chậm rãi nhá. Tôi không biết tương lai chúng ta gặp phải kẻ thù nào không, kiểu quái vật hay thứ gì truy đuổi chúng ta hay không, nhưng mà cái gì đấy? Đéo gì đấy? Drone à? Vai trưởng. Cái này là cái quái gì nhìn kinh này. Giống như kiểu là một cái máy do ai đấy. Này. Trông kinh không? Mày. Đây rồi, phía trước có cái máy plasma rồi. Kít. Phía trước là mấy cái gì kìa? Ôi chỗ này tôi nhìn thề với anh em luôn là nó rất giống kiểu ở ở cái con game Stalker ngày xưa ấy. Chúng ta đi vào khu vực Chernobyl ấy. Yệt luôn. Có mấy cái bồn chứa kiểu như này này. Nhìn trông khổng lồ luôn. Đây, lên nốt cả nữa là đủ rồi. Nào, xét đừng đánh tao nhá. Phía trước có một cái tấm màn gì nhìn kinh không? Mình xin luôn. Ồ, cái này được hai cái luôn này. Ngon.
Đủ luôn. Có... mình đang ở gần cái radio station. Bạn này bạn đánh dấu cho mình vị trí ở trên map. Tìm cái tháp anten ở trên đồ ngọn đồi đấy ở gần đây. Đâu, chỗ nào? Đây, chúng ta sẽ đi hết đường này vòng này sau chúng ta sẽ lên đồi. Ok, thank you Vietnambu. Ai đi xe rất nhẹ nhàng. Nhưng mà cái này là mới đầu game thôi anh em, mọi thứ vẫn còn đang rất là hứa hẹn đúng không? Đầu game thôi. Giống kiểu tuần trăng mật đấy. Đi thêm tí nữa bắt đầu biết thế nào là lễ độ với nhau ngay. Này, trong này nó có mấy cái máy như thế này nhá. Nếu mà anh em từng chơi con Half-Life 2 thì anh em sẽ biết là mấy cái máy nó giống như kiểu là mấy cái máy scan ấy. Có bọn ngoài thu cái gì đấy? Cái đéo đây. Ôi máy trưởng làm gì đấy? Con đấy làm gì cho gì đấy? Kinh vai ổ thả gì ổ thả búa ấy. Nó thả búa vỡ ở kính tôi kìa. Con chó nhớ tao nhá. Nên vào trong mấy cái nhà xem có gì không ta. Từ đã. Ở đây có một cái dòng chữ là Ada đã tạo nên chuyện này. Mồm một cái thằng, mặt một cái thằng hề. Xong được khắc lên cái hình của phóng xạ anh em ạ. Không có được, không làm nào bật được đèn pin nhỉ. Các bạn là mình không có đèn pin trong tay ấy. Thế là chúng ta không bật được đèn pin. Chả nhìn cái mẹ trong này tối om sòm luôn. Đồ lanh nhanh linh tinh thôi. Đây đây, có vẻ đồ ngon này rồi anh em ơi. Phá này ra. Láo này. Tủ với lại chả giả. Có hóa học ngay. Cái bình ga. Cái bình ga này cũng biết là nó có cần không nhở. Mình cần cái bình ga hay không ta? Thôi kệ đấy đi. Game mà chưa cầu thì tôi nghĩ đoạn này chúng ta cứ làm theo gì mà game nó bảo thôi. Chưa cần phải làm gì vội vã khó nhọc ở đây hết. Đi đã. Tối quá chưa có đèn pin. Chắc tương lai phải chế được cái đèn pin nếu không có thì. Đi thêm một đoạn nữa. Con này thì nó làm tôi nhớ đến con Half-Life 2 Episode 2 ngày xưa anh em ạ. Thề luôn, rất giống con Half-Life 2 Episode 2. Không biết anh em đã chơi chưa. Trong cái phần đấy là Gordon Freeman. Chúng ta đi một cái con xe. Con xe kiểu xe tự chế. Ô đây có trạm xăng này. Có cả coi như là một cái giống kiểu siêu thị luôn này. Big Dan luôn này. Hay phết nhở. Chỗ này làm nào để biết là xăng mình còn bao nhiêu ta. À kia xăng mình còn đầy mà. Chắc chưa cần phải bơm xăng đâu. Thôi đi đã. Từ từ. Nice. Của xe như đúng rồi ngay. Bọn kia không giờ có tuổi. Đây chỗ này chúng ta sẽ bắt đầu có một cái đường mòn này. Có một cái đường mòn đi lên này. Trong cái con Half-Life Episode 2 ngày xưa ấy, thì ngoài cái việc là chúng ta lái xe ra, chúng ta sẽ còn phải đối đầu với cả rất nhiều kẻ địch trong cái quá trình đi nữa. Nó hay ở chỗ đấy. Nên tôi hy vọng là con game này ngoài việc chúng ta lái xe như thế này thì nó cũng sẽ có những cái kẻ thù. Đấy, xe đâm mà chúng ta lại mất máu đấy. Chúng ta sẽ còn gặp mấy kẻ thù, những con quái vật truy đuổi. Thế nó mới hay được. Còn loanh quanh. Tiếng gì đấy?
Ui mẹ, lại cái con kia, đi lại con bay đi. Có cái tháp băng tèn đây rồi. Để tôi drift xe kinh không? Chơi game học lái xe xong lái xe trong game drift như đúng rồi luôn. Đây rồi. This is the tháp anten. Dừng xe đi. Broadcast transmitter đây. Rồi vào đây đúng không? Ủa rồi đường vào đâu? Đây. Time to get moving. The instability's ticking up by the second. Ủa, ba cái ba bảo tôi phải đi rồi các bạn. The instability makes all routes one way. And that's where my arc device comes into play. It'll get you back to the garage, but it needs to be charged first. Mình cần phải sạc lại cái dụng cụ ARC đã. Mình cần phải có một cái an cho. It maps all anchors in the nearby area. Find an anchor and tôi phải sạc lại cái bản đồ của mình, cái Google Maps của mình nó mới chỉ được mình quay về gara. Thế thôi đúng không? Thôi đi đi, đâu? Thằng kia sẽ đánh dấu tôi biết những cái chỗ mà có cái an cho đây, đánh dấu chúng ta đây. Ngay gần chỗ chúng ta là có một cái ở to to ở ngay đây này, hoặc là cũng ngay trên đường đi lên một phía chút phía trước là chúng ta sẽ có này. Tôi sẽ đánh dấu chỗ này phát nhá. Ok. Xe có lao bố xuống dưới này luôn được không nhở? Đi lại cho nhanh này anh em này. Địa hình đi ngay mấy giờ phải sợ. Đánh dấu đàng hoàng rồi sợ gì thằng con nào. Lái xe trong rừng luôn cho anh em xem nhá. Bố đời nó phải như vậy. Được ấy, con game này kiểu thế giới mở này hay đấy. Chúng ta thì không hẳn là chúng ta phải đi theo đường nhá. Chúng ta thích là chúng ta đi thôi. Tôi chỉ lo trong rừng này không biết là có quái vật hay cái gì không thôi. Chứ còn tôi đi đường rừng nó là chuyện quá là bình thường luôn. Đâu chỗ nào? Đây, cái an cho đây rồi anh em ơi. Đây là thứ để chúng ta có thể sạc cho cái thiết bị của bà kia đấy. Ôi dồi ôi, khiếp. Ôi cái gì đấy? Ôi vãi đổ. Ui vãi đổ. Ui vãi cái gì đấy? Ui vãi cái gì đấy? Vãi cả trường. Một cái đồ này tôi phải nhặt nó lên đã anh em ạ. Inventory full, tôi phải ném bớt một thứ đồ đi. Ném mọi mức cái này đi. Ném đi như nào? Ô, cái quả bóng kia nó gỡ ra khỏi phát là cái mảnh đất kia nó tụt luôn anh em ạ. Cái này to thế. Cái này thôi mình ném mẹ Rupert đi nhở. Ui gì đấy? Ui ơi! Vãi trường! Rồi! Thôi nha! Khiếp cầm tàu kia kinh thế! Rồi bây giờ cho cái ăn cho vào cho cái nó ăn. Đây. Tiếp vào trong cái này cho nó. Được chưa? Rồi ok được chưa? Đấy! Xuống chưa? Đường đi về ghê vãi. Thế con cái nó cứ đứng nó nhìn mình kìa. Không lẽ ra tôi vậy ạ? Cho nó phát búa cho nó vỡ mồm. Bọn này là bọn abductor. Bọn này là bọn chuyên bắt cóc người à?
Ô, mình vẫn chưa đủ à? Mới được có 0.4 trên 1.0 thôi anh em ạ. Phải lấy thêm cái khác rồi. Ôi, thôi, 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 bạn ơi. Hỏng mẹ xe của tôi rồi. Quay đầu xe đã. Đây, dưới này có một cái. Here is the day. Rồi, đứng xa con xe ra. Không có nó lại bênh người lên cho lại khổ. Lấy nhanh xong rồi cút ra kia ấy luôn. Rồi, nhanh 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 nhanh. Cái gì đấy? Ui cái gì đấy? Ui cái nó kéo tôi đi. Con khốn nạn. Từ sư mày. Nó kéo tôi đi anh em ạ. Chó này. Xe đâm đụng nhiều quá. Con kia nó kinh quá. Nào. Ây. Chó này. Game bảo tôi bây giờ phải đến cái điểm kia, không biết là đến cái điểm ấy lại làm cái gì. Đằng này nó có cái, nó có hai cái điểm vàng vàng không rõ để làm gì. Từ từ đã. Gateway ở quá gần là sao? Chọn một cái gateway ở trên map. Thấy cái má gì đâu. Lâu hay là mình đi quá gần nhỉ? Đi xa nó ra tí vậy. Con game này khó hiểu vãi. Kiểu dạng một lúc nó có quá nhiều cái thông tin, những cái thứ mới ấy. Những cái thứ mà nó không gần gũi với cả cuộc sống bình thường của chúng ta. Thành ra là sao đấy, xe leo dốc có vấn đề gì đấy? Động cơ không chịu được à? Nhiệm vụ của mình bây giờ là quay về autoshop, thì nếu mà theo bình thường, đúng như bình thường ấy, thì tôi chỉ cần đi quay lại con đường kia là được. Nhưng mà tôi cảm giác giống kiểu là cái gateway là cái gì ta. À, cái nó mở rồi kìa. Rồi. Cái gì đấy? Drive into it. Yes, it looks like hot death, but it's so much better than getting scrambled by the instability. Bà bảo là tôi có nhìn thấy cái thứ gì đấy nó ở trên trời kia không? Lái thẳng về chỗ đấy hả? Là cái nào chị ơi? Kia hả chị?
Đã bảo tôi lái thẳng vào cái chỗ kìa. Sáng sáng cái này. Không phải chỗ này không? Chỗ điếu nào đây? Nhéo gì đây? Đây hả? À, mới cứ lái vào cái ghế quay được chứ nhở? Ngu rồi. Quay lại. Bây giờ là cái kia đó là cái đỏ cái là nó giống như cả chúng ta chơi PUBG ý. Đúng không? Nó sẽ siết vào dần. Nên cần phải đi thật nhanh. Không nó siết vẹo nó bắt. Ôi trời ơi, mẹ lái bo PUBG rồi. Cứu tôi với. Lái bo PUBG anh em ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, xe lại còn thế này. Nhanh lên. Nhanh không chết Dũng ơi. Nhanh lên Dũng ơi. Nhanh không hoảng Dũng ơi. Đây rồi. Bò vào sắt rồi anh em ơi. Drift đi. Drift đi, nhanh lên. Bò sát lắm rồi Dũng ơi. Đi nhanh lên. Xe đéo cái gì đi chậm thế này. Ôi dồi ôi, xe với chả cộ mẹ. Đi chậm hơn cả đi bộ. Cố lên. Ôi dồi ôi, xe tôi chậm kìa. Nát bố xe nữa. Đi đi cái con xe này. Con xe bị điên à. Đéo đi được. Mẹ, đéo hiểu xe với cô. Chán. Thề luôn này. Ồ, có vẻ như game nó tự động đưa mình về đây rồi anh em ạ. Cậu đã quay về gara rồi à? Sao có thể như vậy được? Chiếc xe đã mang cậu về bằng cách nào đấy? Ờ, hay đấy. Ồ, tôi phải xem thêm vấn đề này à. Chắc là con xe nó tự đưa tôi về anh em ạ. Xe thông minh phết. Bão. Cố lên. Rồi, ok. Được chưa ạ? Bùng bố được cả cửa xe này. Khổ thân tôi không. Bay cả một lốp. Từ từ nhặt cái lốp này. Nhặt cái lốp này cho vào đã. Khổ thân em xe. Ok em, xe ngon chưa? Đầu tiên mình đập cái plasma generator để lấy plasma. Ôi như mình bị mất bất đồ xong mình chết hay sao nhỉ anh em nhỏ? Đúng không? Cái đấy không phải là chết mà là mỗi lần mình được con xe đưa về là mình sẽ mất một số thứ đồ. Kìa, trông này giống như kiểu cái túi thần kỳ của Doraemon nhở. Này nhặt cái cửa vào thế luôn vào đây luôn như gì nữa. Mình xin luôn, khổ. Ồ, cái này mình lại phải đi lấy lại à. Chết này là tôi lại phải đi tôi đập lại mấy cái plasma rồi anh em ơi. Khốn khổ, khốn nạn. Thân tôi không có load game à. Ôi giời ơi, không có load game anh em à. Mẹ chết là chúng ta phải đi lại. Có ngu đời tôi không cứ chứ lại. Nhanh mày ơi, nhanh 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 nhanh, đây rồi, đây rồi, đây rồi, nhanh 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 nh
này, cố lên, đừng có đâm vào nữa nhá. Lần này mày phải vào cho tao, phi thẳng vào. Rồi, đã về đến nơi. Ui dồi ôi đấy. Sau bao nhiêu công sức, tôi tua nhanh cái chặng đường đi lại cho anh em nhá. Cuối cùng thì chúng ta đã chui được vào trong cái cánh cửa không gian và về được lại với cả gara của bà OP rồi anh em ạ. Bà đang bảo là cậu vẫn còn sống. Có vẻ như là cái khục bên ngoài nó không giết được cậu. Ok, tôi chết làm sao dễ dàng như vậy được. Cậu là con người đầu tiên mà tôi gửi qua thứ đấy đấy. Nó còn chưa từng được coi như là thử nghiệm bao giờ cơ, mà cuối cùng đã hoạt động rồi. Vâng, cảm ơn bà. Bà tốt quá, bà gửi ngay cháu đến chỗ mẹ chưa được thử nghiệm bao giờ. Nhất bà đấy. Bà bảo bà sẽ cho mình dùng cái máy chế độ từ bây giờ anh em ạ, để build cái anten. Đập vỡ cái này ra. Bà bảo bà đã không sử dụng cái gara này trong cả thập kỷ rồi, nhưng mà mình không được phép làm bầy bừa chỗ này. Nếu như làm hỏng mấy món đồ của bà ấy là bà sẽ ném mình ra ngoài cho bọn quái vật nó ăn thịt. Chúng ta đã rõ ràng chưa? Vâng, ok bà. Bà có làm như là cái gara này của bà nó đẹp đẽ lắm không bằng đấy. Cháu chưa tới nó đã mẹ như đúng rồi. Nó trả ra cái gì? Ồ, có handbrake này, phanh tay này, có mấy thứ đồ trong này để sẵn này, ngon phết. Thôi từ tôi chế đồ đã anh em ạ. Đây, mình lấy được cái anten, đồ anten về đây. Chúng ta sẽ xây cái anten đầu tiên anh em ạ. Ok, ồ, có anten này. Ây da, giờ lắp anten lên thôi anh em ạ. Đây, bên ngoài cái này tôi nhớ là đây có một cái đường lên, là chúng ta từ bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp dần cái khu gara này lên nhá. Đấy, lắp anten vào cái này luôn. Ôi trước đây dùng của anten này. Anten dâu ngày xưa. Đây, lắp vào đây đúng không? Đâu, xem nào. Ui xôi ôi, mẹ kinh đấy chứ. Kinh đấy chứ. Ấy, anten thế này thì nó mới được. Bắt đầu có thêm dữ liệu từ các nơi nhận về rồi anh em ạ. Đợi một chút để cho anten hoạt động. Hình như là con xe của tôi là cái phanh tay nó bị hỏng hay sao ấy. Khổ. Chắc là hôm nãy đi về nó hỏng mất phanh tay anh em ạ. Nào đâu để mang. Đâu, phanh tay phanh tủng đâu, khổ thân tôi. Đây, vào đây lấy cái phanh tay đã. Nó to này, à nhét vào tay mình luôn. Tôi nhớ nó đâu có hỏng đâu ta. Nó tự nhiên lại phải thay ta. Ơ, thay vào đâu nhở? À, thay vào trong khu này à? À, hay là hệ thống thanh thống phanh mới nhỉ, bố đời hơn à? Chắc là mình thay quả phanh tay đấy vào là bố đời hơn anh em ạ. Đấy, chắc phanh tay xịn hơn này, như nào tôi không biết nhá. Thôi anh em ạ, tối nay ngày hôm nay chúng ta trên đây thôi. Game hay. Tôi sẽ còn chi tiết con game này, mẹ biến con xe của mình tương lai tôi phải build nó thành một con xe giống như kiểu là một cái pháo đài di động. Bởi vì tương lai sẽ có nhiều thử thách hơn chờ đợi chúng ta. Rất cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi và chúc anh em một ngày vui vẻ bên gia đình bạn bè nhé. Bye bye, see you again. Bye bye anh em. Bye bye.